chào cô chú anh chị đã quay trở lại kênh Chợ Nhật Bản Nhớ Đăng Ký Kênh. Hôm nay em lên clip A về kéo ha, về kéo bonsai, đồ nghề bonsai. Thì có kéo cắt cành, tỉa cành hoặc là kéo tỉa dăm, anh chị mình cắt nhánh, cắt lá cây. Tất cả đây là hàng mới chưa xài, nội địa Nhật ha. Nội địa Nhật thì có hộp cho anh chị mình có thể mình cho tặng, hoặc là anh chị mình về mình xài cũng được. Thì tất cả các mẫu này là của Nhật chuẩn nha anh chị ha, hàng chuẩn Nhật bên em bao, anh chị mình kiểm tra hàng, kiểm tra phát hiện hàng giả hàng nhái thì anh chị mình có thể đổi trả miễn phí. Rồi đầu tiên em xin đi vào mã này là mã A1 ha. A1. Đây là một cây kéo về cắt cành tỉa cành của hãng là Koyo của Nhật ha. Chốt cho em mã số A1. Và đặc biệt loại thép rèn làm những cây kéo này là thép Yasugi của nhà máy Hitachi anh chị ha. Yasugi của nhà máy Hitachi. Thì đây là một làng rèn rất là nổi tiếng bên Nhật là Niigata. Hàng nội địa Nhật, Made in Japan ha, hàng nội địa Nhật. Và công ty mà sản xuất ra cái kéo này là công ty Toyota này anh chị, Toyota ha. Tất cả các hàng nội địa Nhật lên anh chị mình thấy cái chữ là toàn chữ Nhật thôi. Còn nếu mà hàng xuất khẩu á thì là có tem tiếng Anh ha, có cái những cái phụ đề bằng tiếng Anh. Đây là tem khi mà treo trên siêu thị lên chị. Thép Yasugi của nhà máy Hitachi. Thì chúc mấy em cũng sẽ mô tả về thép Yasugi của nhà máy Hitachi để anh chị mình hiểu rõ thêm về đặc tính của loại thép này. Thép này thì hay làm bên gia bếp nhiều và làm những đồ bonsai anh chị ha. Hàng mới chưa xài. Thì giá này nó chỉ tương đương với giá hàng bãi thôi, nên là anh chị mình yên tâm mình mua mình xài ha. Giá rất là mềm. Đó, giá rất là mềm. Rồi mã A1 giùm em, mã A1. Cây này dài 20 cm. Và dáng là dáng kiểu chữ B. Dáng B thì anh chị mình cầm rất là thông dụng này. Logo chữ là khắc chìm ở trong này luôn ha. Cái này anh chị nào mình có làm vườn bonsai ở nhà, vườn chung quanh nhà, vườn nhỏ cũng được. Thì hoặc là anh chị mình có xài vườn lớn như là vườn cây ăn trái hoặc là vườn mai cũng được ha. Những vườn lớn lớn anh chị mình xài cũng được. Tốc độ cắt nó nhanh, đường cắt nó bén ngọt và cái độ giữ bén giữ cạnh tốt anh chị ha. Thép là thép có rèn này, thép Yasugi của nhà máy Hitachi. Logo khắc chìm trên này anh chị. Hàng mới chưa sử dụng. Rất là dày, anh chị mình có thể mình cắt cành tầm khoảng là 1.5 hoặc là 1.6 xăng độ lại ha. Cán là bằng hợp kim nè và có một bọc một miếng nhựa anh chị mình cầm cho nó chắc tay. Chốt đây ha. Đó. Lò xo trợ lực. Cái này thì hàng mới anh chị ăn, hàng mới lên họ có trao một lớp dầu để mà bảo quản này. Hàng mới 100% anh chị ăn. Đó. Thì thường thường ở trong cái bọc này thì người ta sẽ treo lên cái giá ở trong siêu thị. Còn hộp này thì mình dùng để mình cho tặng ha. Hoặc là mình xếp trên kệ, không có treo được thì mình sẽ xếp trên kệ. Cây này là dáng chữ B dài 20 cm. Dáng chữ B dài 20 cm. Mới hoàn toàn chưa xài ha. Chiều dài cây kéo anh chị mình có thể mình thấy ở trên này cũng tầm khoảng là hơn 20 cm này. Hơn 20 cm. Nhìn cây kéo rất là chắc chắn anh chị ha. Nhìn nó rất là dày dặn chắc chắn nè. Cầm nó cũng đầm tay đó. Có lò xo lên anh chị mình chỉ việc mà mình bóp cho ha, còn lại nó sẽ nhả ra, mình thao tác rất là nhanh. Đó, ok ha. Kéo bén cực kỳ. Dày dặn. Thì cái dáng bo tròn như thế này sẽ ôm cái cành cây, nó không có bị trượt ra ha, nó không có bị mà tật tật rồi nó trượt cái cành ra. Ôm sát vô giữ cành lại cắt tốt. Lưỡi cắt khít đẹp ngon lành như chị. Cây này chị về mình xài ha. Cắt cành trong gia đình, trong vườn. Rồi. Giá này thì nó cũng tầm giá hàng bãi thôi, nên là anh chị mình xài mình có thể phù hợp để mình mua ha. Và mình cho tặng cũng được. Hàng Nhật xài bền. Rồi mã số 1 anh chị mình chốt cho em ha, một cây kéo dáng chữ B 20 cm của công ty Koyo. Kéo cắt cành, thép Yasugi của nhà máy Hitachi, mã số A1, giá là 420. Thì em cũng giới thiệu sơ về cái thép Yasugi của nhà máy Hitachi cho anh chị mình có thể mình thêm thông tin, mình dễ mình chọn lựa và mình am hiểu về dòng các dòng thép của Nhật. Thì đây anh chị. Đây ha, Hitachi Metan là thép Hitachi. Dòng thép Yasugi này.
Và dòng thép này thì ở tỉnh Shimane ha, của Nhật, làm từ cát đen này, dầu sắt để luyện kiếm, để luyện thép tinh khiết, thép tama. Thì thép Yasugi là có 3 dòng chính anh chị em. Có dòng Shirogami là thép giấy trắng, anh chị mình hay thấy gọi là thép giấy trắng nè. Và thép giấy xanh và thép Super Alchemy là thép giấy siêu xanh nha. Ngoài ra thì nó còn có thép là SK và thép giấy vàng nữa. Thì những cây này là thép, họ gọi chung là thép Yasugi của nhà máy Hitachi, những cây kéo cắt cành ở đây anh chị. Thì nó tầm khoảng là thép giấy trắng hoặc là thép giấy xanh mà mình anh chị mình hay gặp đó ha. Đó là cả những cái dòng mà phổ biến của nhà máy Hitachi là dòng thép giấy trắng và thép giấy xanh là mình hay gặp. Rồi, đây là cái độ giữ bén giữ cạnh tốt anh chị em. Tiếp theo em lên mã số A2. A2 là một cây kéo cắt cành có hộp của hãng Ototetsu. Dòng này dòng cán đỏ vàng nha. Dòng này cũng là thép Yasugi của nhà máy Hitachi này, thép rèn dao kéo cao cấp. Cây này thì có hộp anh chị mình đi cho tặng, nhìn nó lịch sự sang trọng này. Nhìn lịch sự sang trọng, hộp màu đen ha. Thì cây này là dài 20 cm, Made in Japan đầy đủ ha, cán đỏ vàng của Onotetsu. Cây này anh chị mình chốt dùm em mã số là A2 ha. A2. Bề ngoài bên hộp như thế này anh chị ha. Đây là cái phần giấy anh chị nhìn thấy nó cũng chuẩn theo Nhật Bản ha, giấy chất lượng Nhật Bản ha. Nó có độ dai, màu nó mờ mờ, nó có độ dai. Rồi. Cây này là size 20 cm ha, 20 cm Onotetsu cán đỏ vàng. Nếu mà mình xài tay nhỏ anh chị mình cắt cành cắm bông cắm hoa, hoặc là mình có cả cắt cành tỉa cành cây trong vườn á thì anh chị, hoặc là sân thượng anh chị mình xài cây này cũng được. Dòng này thì 20 cm ha, Made in Japan, chuẩn nội địa Nhật anh chị, nội địa Nhật. Dòng 20 cm thì anh chị mình cầm nó sẽ nhẹ tay, mình sẽ cắt được những cái cành mà nó thao tác nó nhỏ ha, hoặc là cây cành nhỏ tầm khoảng là một ngón tay trỏ đổ lại nha chị ha. Một ngón tay trỏ đổ lại nó cũng tầm khoảng là 1 ly 2 ha, 1 ly 2. Đây anh chị nhìn cái phần thép của nó là thép Yasugi này, rất là bóng ha, đó nhìn rất là cứng cáp chắc chắn. Những cây này á, Onotetsu thì cái phần mình này anh chị, họ làm nó sẽ dày hơn dòng là Okatsune mà cán trắng đỏ anh chị mình hay gặp ha. Thì dòng Okatsune cán trắng đỏ mình hay gặp á, nó cũng sẽ cái công dụng khác nhau. Là cành cây Okatsune cán trắng đỏ thì mình sẽ cắt những cái cành nhỏ, nhưng mà anh chị mình cắt nó nhanh hơn. Đó, nó cũng dòng giống như cây này nè. Đó, size này là size 20 cm. Cây này mình xài ngon lành anh chị, mình cho tặng cũng nhìn rất là sang trọng. Chiều dài tầm khoảng là 20.5 cm ha. Một cây kéo cắt cành Onotetsu có hộp dài 20 cm của hãng là Onotetsu. Anh chị mình chốt giùm em mã số A2 giá là 500. Cái này anh chị mình cho tặng nhìn cũng đẹp ha. Đó. Hàng mới chưa sử dụng. Rồi. Thì tất cả những hàng này bên em đều có số lượng ha, nhập được lô rất là lớn, nên là anh chị nào mà mình có mua lẻ lốc tầm, mua sỉ lốc tầm khoảng 6, một hộp 6 hoặc là 12 á, 12 là tách lô nhỏ nhất cho anh chị về mình bán nó lẻ lẻ nhỏ lại ha. Nếu mình mà đang tập bán hoặc là anh chị mình bán số lượng ít từ từ á, thì anh chị mình có thể mình nhập về một hộp lốc là 6 hộp hoặc là 6 cây hoặc là hai hộp là 12 cây, thì về anh chị mình có thể mình khởi đầu ha, mình khởi đầu được đó cho nó nhẹ ha. Hoặc là anh chị mình có mua nhiều ha, anh chị mình mua nhiều, mình mua lô nhiều cũng được. Thì anh chị mình cứ điện thoại nhắn tin vào số điện thoại bên trong tên đề, thì bên em sẽ inbox và em trả lời hết tất cả các tin nhắn điện thoại cho anh chị mình ha. Rồi anh chị mình thấy cây này là dòng 21 cm của hãng Onotetsu. Cây này chốt cho em mã số A3. A3 ha. Thép Yasugi thì độ phổ biến nó rất là cao ở trên thế giới. Gần như là nói về thép dao kéo thì thép Yasugi thì nó rất là nổi tiếng và xài cực kỳ nhiều ở trên các dòng dao bếp của châu Âu ha, dòng dao bếp của châu Âu và của Nhật. Rồi cây này là cây mã số A3, một cây kéo cắt cành Onotetsu, dáng gù như thế này. Dài 21 cm nên là anh chị mình có thể cầm tay cầm nó sẽ có lực lớn hơn, 21 cm. Đó, nó sẽ dài hơn, có lò xo trợ lực này, anh chị chỉ được mình bóp vô thôi, lò xo trợ lực ha. Rồi. Trên này có khắc chữ Made in Japan ha, Made in Japan. Đây anh chị mình thấy rất là đẹp luôn.
những cái đường này họ làm rất là kỹ ha, nhìn nó bo góc chứ không có bị như kiểu mà nó ba viên này kia, mới tinh này. Cái này chị mình cắt tầm khoảng là 1.6 1.8 ly độ lại, 1.8 xăng độ lại giùm em. Đây, dán cong và nó sẽ đỡ được cái cành, nó gịch cái cành lại nó không bị trượt ra, mới tinh chưa xài. Rồi, thép rèn cao cấp của nhà thép thép làm dao kéo cao cấp ha, đó 21 cm, dáng gù, sản xuất tại Nhật á. Thì làm cái hộp như thế này để họ treo lên cái giá trong siêu thị đấy chị, trong siêu thị, trong cửa hàng. Cái này anh chị mình chốt giùm em mã số A2 A3 ha. A3 giá là 500. Chiều dài tầm khoảng là 21.5 cm. Đó. Hàng mới chưa sử dụng ha, anh chị mình yên tâm. Và nếu mà phát hiện hàng giả hàng nhái thì bên em sẽ đổi trả cho anh chị 100% ha. Đó. Bao hàng chuẩn Nhật cho anh chị mình luôn. Tất cả bên em trước giờ bán hàng nha. Rồi mã số A3 giá là 500. Rồi, hôm nay thì em có được hai cây kéo tỉa dăm. Cây kéo tỉa anh chị mình có thể mình kéo tỉa cành nhỏ hoặc là anh chị mình tỉa lá, tỉa cành, tỉa dăm cũng được. Rồi em lên mã A4. A4 là một cây. Cây này với cây số A1 của nhà máy Koyo là cùng một hãng nha chị ha, cùng một hãng của hãng Tubota của Nhật này, Koyo Tubota. Đó, hàng nội địa Nhật hết nha, Made in Japan. Rồi. Cây này là cây A4, một cây kéo tỉa dăm dài 18 cm. Thép rèn Yasugi của nhà máy Hitachi ha, nó tương đương với thép giấy trắng và thép giấy xanh. Thì cái độ bén của nó rất là bén và giữ cạnh tốt. Anh chị mình có thể mình xài nhiều lần giữ cạnh tốt, ví dụ anh chị mình xài tầm 3 tháng 6 tháng gì đó thì mình mới mài sơ qua lại một lần thôi, và mình mài được nhiều lần nha chị em, cái tuổi thọ mình xài được rất là nhiều năm. Đây tem, phần tem mà dán trên siêu thị anh chị đó, đây ha, tất cả là chữ Nhật nên dòng này là dòng nội địa Nhật ha. Bấm ghim này. Mới tinh chưa sử dụng anh chị em. Rồi, trên thân thì có khắc một chữ là Made in Japan và logo khắc chìm của hàng nội địa Nhật anh chị. Tên hãng à, tên thép Yasugi, chữ là chữ Kanji của Nhật luôn. Lớp ram đen rất là đẹp nè. Hai lớp thép anh chị ha, hai lớp thép tán cũng còn mới tinh này. Nên là anh chị mình có thể mình đập hộp để mình anh chị mình cảm nhận cái độ chắc của một cái tán ha, một cái tán như thế này. Đó, mình có thể mình mua cái này về để mình so sánh với những cây hàng bãi để mình thấy được cái tán như thế nào nó phù hợp ha. Và cái này mình vừa xài vừa sưu tầm cũng được, rất là đẹp nè. Lưỡi khích rịch này ha, hai lớp thép. Những cây này là lưỡi có rèn nữa là nó bén cực kỳ anh chị, rất là bén luôn. Chữ Nhật đầy đủ nè. Chiều dài lưỡi sử dụng tầm khoảng là 4.3 cm và dài tổng thể cây kéo là khoảng hơn 18 cm ha, nó tầm khoảng 18.2 18.3. Cái này anh chị mình chốt giùm em mã số A4 giá là 500 ha, một cây kéo tỉa 18 cm của hãng Koyo. Thép Yasugi của nhà máy Hitachi. Rồi, cái này chốt giùm em mã số là A4 giá là 500 ha. Hôm nay thì hàng mới không anh chị mình, mà giá nó cũng tầm đầu tương đương với hàng bãi thôi, nên là anh chị mình mua về mình xài mình sưu tầm cũng được ha, lâu lâu mới được cái giá mềm như thế này. Mã số A4 giá là 500. Em lên mã số A5. A5 cũng là một cây kéo tỉa ha. Kéo tỉa 18 xăng thì mình xài mình tỉa những cái cành bonsai nhỏ mini mình trong chậu mình để trên bàn, trên trên tủ, trên bàn làm việc hoặc là trên tủ trên bàn ăn cũng được. Còn đối với cây 18 21 cm này thì anh chị mình có thể mình tỉa hoặc là anh chị mình cắt những cái cành nhỏ cũng được ha, mình tỉa lá mình cắt cành nhỏ cũng được. Rồi cái này chốt cho em mã số A5 ha, cũng là thép Yasugi của nhà máy Hitachi ha. Cây này mình cắt cành em thấy cũng rất là ngon này. Chữ Nhật đầy đủ 21 cm, nội địa Nhật hết anh chị ha, nội địa Nhật hết luôn. Rồi cây này cắt chìm xuống như này luôn nè. Thì tùy size ha, size nhỏ thì mình làm việc nhỏ, size lớn thì mình cắt cành lớn, cây nào cũng phù hợp.
Còn nếu mà mình cầm cây lớn mà mình cắt càng nhọn, cầm lâu rồi nó cũng mỏi tay. Còn cây nhỏ thì mình cầm mình cắt được ngoài nó đỡ mỏi tay hơn ha. Rồi, logo cắt chìm này, thép Yasugi của Kubota, mới tinh chưa sử dụng. Đây anh chị, Make in Japan ha, Make in Japan. Cầm rất là đầm tay, rất là nặng tay anh chị. Chữ khắc chìm này, chốt đúc này, hai lớp thép ha. Đây, zin nguyên anh chị ha. Ram đen zin nguyên ha. Phun lưỡi luôn. Đó, ngon lành. Ở trên là phần dầu để bảo quản anh chị ha. Và khi anh chị mình xài xong những dòng kéo này thì mình lau khô những cái nhựa cây giùm em và anh chị mình phủ một lớp dầu ha, một lớp dầu mỏng để mình bảo quản cho nó tốt. Những dòng này thì thép có rỉ, thép Yasugi có rỉ nên là khi mình xài xong thì mình cũng bảo quản giùm em. Rồi em sẽ đặt cái thước đo ha, chiều dài cây kéo này là 21 cm hơn. Đó, 21 cm hơn ha. Cái này anh chị mình chốt giùm em mã số A5. Giá là 500 luôn ha. Rồi em đã lên 5 mã clip về kéo cắt cành, kéo tỉa dâm, kéo tỉa cành nội địa Nhật, hàng chuẩn Nhật. Anh chị mình thích hoặc là anh chị mình có thể mình có dưới mã nào mình nhắn tin điện thoại và số điện thoại trên video giùm em ha. Bấm nút like và nút đăng ký kênh để theo dõi các clip mới bên em. Cây này là hàng chuẩn Nhật 100%, những cây này là hàng chuẩn Nhật 100%. Bên em bao cho anh chị mình kiểm hàng ha, mình nhận hàng, kiểm tra hàng và đổi trả miễn phí nếu mà anh chị mình phát hiện hàng giả hàng nhái ha. Tại vì những hàng này em nhập trực tiếp từ nhà máy của bên Nhật về luôn nên là anh chị mình yên tâm. Đó. Rồi mã số A5 500, anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để theo dõi các clip mới bên em ha. Em xin chân thành cảm ơn.